Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người biết mình đi đâu không? Mình sẽ đi tham quan vườn hoa. Cách chỗ mình ở khoảng cỡ 45 phút đi bộ. Bây giờ mình đi lên đó mình quay xem ở trên đó nó có hoa gì nhá. Mọi người chờ xem nhá. À đây nó có cái chòi, không biết làm gì. Mình ở đây ngoài mình không biết cái chòi đó làm gì. Mọi người thấy không? Ở bên này nó có cái đường dành cho người đi bộ này không? Và người đi xe đẹp ấy, nó vẽ. Thấy không? Nó vẽ hình người chạy xe đẹp với cái hình người ở đó luôn á. Ai mà xe hơi mà đậu trên đó là nó phạt 130 đồng. Cho nên mình phải đi đúng luật luôn. Wow, ở ngoài đường này mọi người thấy không? Hoa nó mọc đầy ngoài đường luôn này, thấy không? Đẹp không? Trời ơi. Wow, là giống hoa cúc không? Wow, giống y hoa cúc không? Wow, thấy không? Hai bên đường nó mọc đầy luôn này, thấy không? Rồi, quá trời hoa luôn, thấy không? Wow, là xuân này, hoa nó lại nở ra quá trời luôn, thấy không? Còn đây này, hoa cây rosemary này, thấy không? Wow, thấy không? Quá trời luôn này, hoa luôn nào. Cây này thơm lắm á. Mọi người thấy không? Quá trời hoa luôn, thấy không? Mình đi ở trong cái đường này nó an toàn lắm này. Ở đây ngoài đây là đường này, trong đây nó xây một bức tường đi. Nó chắn đường lộ với lại đường trong này, dễ đi. Wow, đây có chiếc xe ba bánh này. Ở bên kia có nhiều hoa kìa. Bên này là bên chợ này. Wow, hoa quá trời hoa, thấy không? Mày thấy không? Hoa đẹp không? Wow, thấy không? Với một rừng hoa luôn, thấy không? Quá trời hoa luôn. Thì xét đây cho coi này, hoa này đẹp không? Hoa này giống như hoa giấy. Wow, thấy đẹp không? Quá trời hoa luôn, thấy không? Nè, coi nè. Không biết nó tên gì á. Ở đây mình không biết tên. À, ngay trước đó là cái chợ này, thấy không? Đó. Ở đây đúng rồi nè. Ở ngoài đường nó mọc hoa này. Đúng hoa bằng giấy không? Người ta trẻ đâu. Nhìn đẹp không? Wow, quá trời đẹp luôn, thấy không? Hôm nay nhiệt độ khoảng cỡ 18 tới 20 độ C, rất là mát đó. Người ta cũng để mấy cục rác, cục rác này. Cái này là cái gạt tàn thuốc này, thấy không? Mọi người thấy không? Gạt tàn thuốc á, đó là để gạt tàn thuốc cho người ta. Ở bên này người ta hút thuốc nhiều lắm. Ở bên này là phụ nữ người ta hút thuốc rất là nhiều luôn. Ở đây có tiệm bán gà quay. Hoa thì nó có bán xe đẹp này. Ngày mai chắc mưa quá, cho nên gió nhiều. Dự báo thời tiết á, nó nói ngày mai mưa, cho nên chắc cái gió nhiều á.
Ở đây là cái hãng, cái tiệm bán xe này, thấy không? Bán xe mua và bán xe, cả bán xe xe chạy đổi á, bán xe mới luôn, thấy không? Bán xe luôn. Biết bên kia là cái gì không? Nó bên đó là cái tiệm hớt tóc á. Nhìn nó xây đẹp không? Xây bằng đá, nhìn đẹp không? Wow, ở đây nó có chợ lạch kia này, mới xây này, nhìn đẹp không? Wow. Ở đây hình như nghe nói là nó bán số lượng sỉ á, số lượng nhiều á. Wow, trước nó trồng toàn cây ô liu nữa không? Wow. À, ô liu gốc bự không à? Mấy cái này mắc tiền lắm nha. Đâu, quán ô liu không à? Trời ơi, cái gốc quá trời bự luôn à. Nhưng mà cái chợ này, cái chợ lạch lè mới xây đẹp à? Ừ, chợ bá luôn. Chưa vô đây bao giờ, hình như cái đây nó bán số lượng sỉ á, số lượng nhiều á. Bán cây ô liu không à? Không, nó chưa ô liu rồi. Hình như đây nó quảng cáo sao á, liệu gốc bự không á. À, ở đây đã có cái tiệm bán vật liệu xây dựng này, thấy không? Đó, thấy nó bán vật liệu xây dựng không, số lượng lớn á, thấy không? Nè, ở đây nó bán gạch bự lắm à, gạch bên này nó làm bự lắm nha. Kỳ lắm nha, nó không giống gạch ở Việt Nam này nè. Cái cục gạch thấy không? Nó làm nó mắc thấy không? Đó. Nó bên này nó lợp ngói nhiều, chủ yếu lợp ngói. Máy ngói chứ không lợp máy tôn. Wow, đây nó có mấy trái sung này, cây sung này, quá trời trái rồi, thấy không? Thấy không? Ở ngay ngoài đường á. Mai mốt mà nó chín ăn ngon lắm nha. Đó, thấy không? Cái sung á, mọc đầy đầy đường á. Ở bên kia nó có cái chợ kìa. Đó, cái chợ casino á. Lớn lắm á. Ở bên này cái chữ casino không phải là sòng bài nha. Casino sòng bài khác nữa. Mà nó là casino, là cái tên của cái chợ. Hồi xưa mình mới qua mình cứ tưởng là casino, đi casino là đi đánh bài, nhưng mà không phải đâu. Casino là cái chợ ấy. Chợ lớn lắm á. Hình như mình sắp tới cái vườn hoa xong. Lần đầu tiên mình đi tới đây không biết trong đây có gì. Ồ, mọi người thấy không? Ở đây cái chỗ đậu xe đẹp không? Wow. Đấy, chỗ đậu xe thấy không? Đẹp không? Không kỳ thông. Không biết đây nó bán cái gì hết. Wow, đây nó mấy cái chăn lớn không? Gốc bự không? Hãy coi ra trái. Wow, cái chân màu vàng đẹp không? Wow. À, cái gốc của nó bự chà bá lửa luôn, thấy không? Ồ. Cái này cái bưởi sao này?
Đây cái gốc của bưa. Wow. Wow, chỗ này chiếc chanh hay chiếc cam này không? Wow, cái gốc nó bự quá trời bự luôn. À, trong đây nó bán hoa. Nó bán các loại hoa. Wow. Wow. Chỗ này là cái ghế ngồi để ăn đồ ăn. Cái nhà này đẹp quá trời. Wow, tới rồi nè. Tới rồi, mọi người thấy mấy bông hoa đẹp không? Wow. Quá trời đẹp luôn, thấy không? À, cái này ở đây nó kêu là vô coi phải trả tiền này. Ăn thê ê pê giăng. Wow. Đẹp không? Wow. Nhắc luôn, thấy không? Rang là cái đá gì của Italy, cắt năm 2013, qua là đẹp bá luôn, nặng kinh khủng. Wow, hoa này mọi người thấy hoa không chưa? Wow là hoa đẹp chưa? Trời ơi, quá trời hoa luôn này, thấy không? Wow. Biết hoa này tên gì nữa, đẹp không? Wow, đằng kia biết nhiều hoa nè, đó, nè coi nè hoa nè, quá trời hoa luôn, thấy không? Ở đây là vườn hoa mà, nó kêu là vườn hoa, nè coi nè, hoa hồng này, chút xíu mình đi vô trong thôi, mình mới khám phá được nhiều hoa, xem được nhiều hoa, đây nè, wow, không biết hoa này tên gì nữa. Quá trời hoa luôn. Bây giờ mình đi vô trong nha. Đi vô trong, đi trong thôi. À, bên này được cái khí hậu nó tốt lắm nhỉ, nó mát, hôm nay mùa xuân rồi, mát lắm. Không lạnh mà cũng không nóng, rất là mát. Thấy không? Xe kia, nhà cửa, xe cộ, cây cối nhiều không? Wow, hoa nè. Thấy không anh? Wow. Quá trời hoa luôn. Wow, mọi người thấy không? Hoa đẹp không? Wow. Hoa, biết hoa này hoa gì này? Quá trời đẹp không? Wow. Một dàn hoa này không? Quá trời đẹp luôn. Wow. Wow, không biết hoa này tên gì nữa. Wow, hoa hồng nữa này, hoa hồng đẹp không? Mọi người thấy hoa hồng không? Quá trời đẹp luôn. Wow, thấy hoa hồng không? Wow. Cái nhà mọi người thấy cái chỗ này nó làm. Quá trời hoa hồng luôn, thấy không? Không biết hoa này hoa gì đẹp không? Màu này màu gì không biết đấy. Thank you.
đẹp không? Wow.